Chào mừng các bạn đến với chương trình Gym Nữ Tâm Kinh. Chào em. Rồi, hôm nay anh sẽ hướng dẫn em 4 tư thế đặc biệt nhất trong thể hình. 4 tư thế này là nó hầu hết tất cả các bài tập của mình nó đều liên quan tới 4 tư thế này. Em phải nắm vững được 4 tư thế này em mới bắt đầu tập được tốt như động tác nha. Dạ. Rồi bây giờ á thì anh sẽ hướng dẫn em vào tư thế số 1. Tư thế số 1 là tư thế đứng. Rồi em đứng như anh nè. Hai chân đứng thẳng, đùi gối không phá khớp, ưỡn cái lưng ra, lóc cái lưng lại, mông đưa đằng sau một tí. Rồi đứng đi. Đó. Đây là tư thế số 1. Để cái tay lên cho nó ra dáng. Rồi đây là tư thế số 1 nha. Đó. Cái lưng em lóc chưa tốt bằng anh này không? Em nhìn cái lưng anh nó lóc tốt chưa? Không. Quen rồi đó mấy em. Quen rồi đó. Đó, lưng lóc. Tư thế số 1. Tư thế số 1. Như vậy là khóa khớp chân nè, vậy là thẳng nè, nhìn đùi gối vậy là thẳng. Thẳng như vậy là không được. Đứng vậy thôi. Không được. Đó, đứng vậy là sai nha. Đó, thẳng như thôi nè. Rồi, đó là tư thế số 1. Tư thế số 1 thì bây giờ anh sẽ cho em tập một cái bài nó minh họa cho tư thế này. Thí dụ như vô bài tập anh hỏi em, anh nói em là tư thế số 1, tư thế số 2, tư thế số 3 và tư thế số 4. Đây, em cứ đứng tư thế số 1 thôi. Thấy không? Là đúng. Đây là bài tập ví dụ cho tư thế số 1. Rồi, em vô em đứng tư thế số 1 đi, tập đi. Đó, chính xác. Nó thì anh chỉ cần nói là tư thế số 1. Tư thế số 1 là tư thế đứng. Đùi gối không có thẳng quá, chân về đúng rồi, mông đưa đằng sau, lóc cái vị trí lưng ngay đây lại. Lóc lưng ưỡn căng ngực ra. Lóc lưng ưỡn ngực. Đó. Đây là tư thế số 1. Rồi xong, được rồi, ví dụ thôi. Bây giờ mình qua tư thế số 2. Dạ. Tư thế số 2 là từ tư thế số 1 đang như vậy. Đang từ tư thế số 1 đang như vậy. Đưa mông ra sau, ngồi xuống. Đùi song song với sàn. Đùi gối không vượt quá mũi chân. Vẫn giữ nguyên cái phần trên đây, lóc lại nhưng mà chuyển cái vị trí thôi. Từ đứng sang ngồi. Sởm. Đùi gối không vượt quá mũi chân. Chiếu xuống. Chịch. Ok. Chịch được mà chiếu nó ra đây là không được. Đó, ráng lóc cái vị trí lưng lại. Rồi, đây tư thế số 2. Đây là okay. Tư thế số 2. Tư thế số 2 là có một bài tập điển hình cho tư thế 2, đó là bài tập squat. Bài tập squat là nó chuyển đổi từ 1 sang 2, từ 1 sang 2 rồi tư thế số 2 chuyển về tư thế số 1. Đó, xong rồi chuyển về tư thế số 2. Xong rồi chuyển về tư thế số 1. Xong rồi chuyển lại về tư thế số 2, đó là bài squat. Rồi em tập tí đi, 7-8 cái gì đi. Đây, đây là sự chuyển đổi qua lại giữa 1 và 2. 4 tư thế cực kỳ quan trọng luôn. Đây là cái điều mà anh suy nghĩ ra để anh hướng dẫn em cũng như các bạn ở đây, để chúng ta có một cái cách tập gym nó khoa học. Dạ. Đó là từ 1 sang 2. Rồi bây giờ tư thế số 3. Tư thế số 3 là từ tư thế số 1 chuyển qua tư thế số 3 bằng cách giữ nguyên phần dưới. Hồi nãy là mình thay đổi phần dưới. Dạ. Bây giờ mình giữ nguyên phần dưới, mình gập phần trên. Gập. Gập. Gập sao cho phần dưới phần trên tạo góc vuông. Đúng rồi. Là tư thế số 3. Từ 1 qua 3 là điển hình của bài tập deadlift. 1 qua 3 điển hình của bài tập deadlift. Ok, đây 3 đây. Rồi lên 1. 3 lên 1, 3 lên 1. 3 lên 1. 3 lên 1, 3 lên 1. 3 lên 1, 3 lên 1 là điển hình của bài tập deadlift. Chính xác. Nhớ. Này là 1. Này là 3. Này là 1. Cái này là 3. Đó. Rồi bây giờ chờ chút. Bây giờ chúng ta quay lại, chúng ta thử deadlift với tạ chuông. Nè, tư thế số 1. Đó, tư thế số 1 là thế này. Dạ. Chuyển qua 3.
tạ đầu, tạ chạm chạm sàn nhẹ nha. Đó. Đó vậy thôi. Thử đi em. Chính xác. Chính xác. 1/3, chính xác. Đó, chính xác. Chính xác. Chính xác. Đó, chính xác. Lên là chúng ta gồng chân với mông lại nha. Phải gồng chân với mông lại. Rồi. Tốt. Rồi 1, 2, 3 chúng ta đã học xong. Thì trong 1, 2, 3 nó có một tư thế ảo. Bây giờ mình rút cái tư thế ảo đó ra làm tư thế số 4. Tư thế số 4 là tư thế lóc lưng ưỡn ngực. Đó, em chỉ cần lóc lưng và ưỡn ngực thì đó là tư thế số 4. Trong một số bài tập, lóc lưng ưỡn ngực trong tư thế ngồi, nó thường xuất hiện trong tư thế ngồi hơn. Đó. Rồi vậy thì bây giờ anh sẽ minh họa cho em một cái động tác, một cái cách ngồi lóc lưng ưỡn ngực. Đấy, ngồi đây nè. Ví dụ như ngồi đất đi. Ngồi đất đi, đang ngồi vậy mà kêu lóc lưng ưỡn ngực đúng không? Là vậy. Chứ không ngồi vậy. Ngồi vậy không đúng nha. Lóc lưng ưỡn ngực. Để chi? Để cho cột sống mình được nó được chắc nhất. Dạ. Nó không bị tổn hại cột sống và nó đúng kỹ thuật hơn trong tập luyện. Thẳng đúng không? Nè, cái lưng, lóc lưng là đẩy cái lưng vô nè. Ưỡn ngực ra. Em để cái chân thấp thấp thôi mới ngồi được, còn không có nên bị vướng cái chân không ngồi được thế đó. Anh lấy ngồi dưới đất để ví dụ thôi. Đó. Em phải lóc lưng đúng rồi, lóc lưng là cái lưng nó đẩy vô như đây nè. Ưỡn cái ngực ra. Đó, đó là tư thế số 1. Ủa lộn, tư thế số 4. Tư thế số 4 là tư thế ảo. Hầu như em thấy là trong 3 tư thế cái nào nó cũng xuất hiện tư thế này hết á. Em đứng tư thế số 1, nó vẫn có động tác lóc lưng ưỡn ngực. Rồi chỗ này nó vẫn đang lóc nè. Tư thế số 3, tư thế số 2 là như vậy, nó vẫn lóc lưng ưỡn ngực. Tư thế số 3 nó như vậy, nó vẫn lóc lưng ngực, thấy không? Nên cái tư thế 4 là tư thế ảo nằm trong 3 tư thế đó. Rồi bây giờ những cái bài tập mà nó minh họa cho tư thế số 4 đây. Đó là bài Static Cable Row. Đây em vô em ngồi đi. Anh nói là tư thế số 4 là phải biết ngồi nha. Ngồi tư thế số 4 đi. Chưa ra 4 ngồi xấu quá. Ngồi cái chân cong quá. Rồi, tư thế số 4, đây đúng rồi đó. Rồi, vô động tác. Rồi, đúng rồi, kéo vô lúc đó. Là lúc nào cũng ngồi với tư thế số 4 này rồi, chính xác. Đó, là tư thế số 4 đây. Lóc lưng ưỡn ngực. Đó, đúng rồi đó, cứ kéo đi. Đó, thấy không? Khi mà em vô, em vẫn là 4. Chứ em không có đổi. Đổi là sai liền. Ví dụ như em đổi là em câu khập đẩy bụng ra đi. Nó vậy là chết lắm ngắt. Không, vậy là chết ngắt. Tập là phải giữ nguyên một trong bốn tư thế đó. Còn tư thế số 5 để nghiên cứu tiếp. Không á, thì thật ra cách đây 5 năm thì anh chỉ nói là 3 tư thế thôi. Nhưng mà cái tư thế số 4 là tư thế ảo. Nó nằm ở trong 3 tư thế đó. Nó không xuất hiện ở những động tác replay, mà nó xuất hiện những động tác ngồi tập này nọ kia đó. Hay xuất hiện tư thế đó nên mới tách ra là tư thế số 4. Thì biết đâu 5 năm sau lại tìm được tư thế số 5 nữa thì sao? Rồi. Cái bài tập tiếp theo cũng là 4 nữa nè. Đây, qua đây. Rồi. Rồi, lóc lưng rồi kéo. Đó không? Đó. Rồi lên. Rồi kéo, đó số 4 rõ ràng. Bây giờ khi lên á thì em có thể đẩy người vô nhưng mà nó vẫn là 4. Dạ. Nè, nó đẩy người vô đây nè, nó vẫn cái người mình chồm tới, đúng không? Lên người mình chồm tới nó căng hơn nhiều. Rồi xuống ngã người ra nhưng mà vẫn là 4. Đó. Đó. À, rồi, đúng chính xác. Thì ở đây chia sẻ riêng với các bạn là trong chặng đường sư phạm của Duy Nguyễn á, thì Duy Nguyễn cũng đúc kết được rất nhiều kinh nghiệm để ngày hôm nay ra được một cái video nó tuyệt vời như vậy. Cái video này đối với các bạn tập có thể các bạn cảm thấy nó không quan trọng, nhưng mà đối với các bạn nằm ở góc độ sư phạm và giảng dạy ấy, thì đó là tinh hoa. Bạn dạy học viên bạn những cái tư thế như vậy, xong rồi bạn dạy họ tập những động tác kia rất là đúng. Chứ còn không ấy, thì bạn sẽ rất là mệt mỏi.
vô cái bài squat mà không biết dạy sao, qua cái bài static cable row mà không biết dạy sao, tất cả những bài khác nó không biết dạy như thế nào khi mình không có được những cái kiến thức cốt lõi về bốn tư thế này đó. Và bây giờ minh họa thêm cho em nè, cái tư thế số 1 xuất hiện nhiều chỗ lắm. Bây giờ anh thử tập bài tay sau nãy em đang tập kiểu đó đúng không? Bây giờ anh sẽ tập kiểu khác. Đây, nó vẫn là tư thế số 1 nè, không, nó vẫn là tư thế số 1. Ok, nó, cái chân nó đứng sao kệ anh. Dạ. Miễn sao vậy là tư thế số 1 rồi đó. Đúng không? Đó, nó vẫn là tư thế số 1, phải không? Nên không thể nào sai được, động tác nào nó phải rơi vào một bốn tư thế này chứ không có tập tư thế khác được. Đây, tư thế số 1 nha. Dạ. Rồi xong rồi á, có một cái tư thế số 3 rất là lạ. Chỉ bài này là kể như ngày xưa anh chỉ bài này là gái, là kể như là anh rờ mỗi tay luôn á, mà người ta tập cũng đúng nữa, rờ tạ rờ cơ á, khó tập lắm. Đây là tư thế số 3 đây, cái rock đây. Bây giờ sau này khi nào dạy em á, anh sẽ nói là tư thế số mấy làm hình dung ra. Đây. Ha, rồ lắm mới tập được bài này em. Ha. Đây. Ha. Ha. Dạ. Thấy bài ba chưa? Đâu ai ngờ đúng không? Lên. Giờ 1. Nè, 3 nè. 1. Ha. Đó. Dạ, đó, bốn tư thế này rất là lợi hại nha. Rồi các bạn phải tập luyện cho nó thuần thục và em phải nhớ bốn tư thế này. Rồi mình khép video ở đây và chúng ta sẽ đến bài tập của ngày hôm nay, đó là bài tập upper body, phần chest và phần back. Bye bye. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.